công an vẫn tiếp tục dùng thủ đoạn tạt axit đối với người chống tiêu cực. Tin từ Hà Nội, đúng 22 năm sau khi nhà báo Trần Quang Thành bị tạt axit vì đã viết những bài tố cáo tham nhũng tại Hà Nội, hôm qua lại thêm một dân oan cũng lâm vào trường hợp tương tự. Bà Đỗ Thị Thiêm là dân oan từ Bắc Ninh, là nhân vật nổi trội trong vụ khiếu kiện về đất đai cùng với bà con Trịnh Nguyễn. Công an đã nhiều lần đe dọa trực tiếp là sẽ làm cho bà ân hận suốt đời vì đã khiếu kiện chống lại bọn chúng. Hôm qua, tin cho biết là bà Thiêm bị tạt axit lên toàn bộ phần ngực. Tin cho biết là lợi dụng gia đình bà Thiêm có một con trai bị thương hơn 2 năm nay, cần xin trợ giúp của Hội đồng Thập tự. Công an đã gọi 4 lần vào số máy của bà là bà phải về Hàng Buồm để được giải quyết vụ việc. Khi bà này vừa ra khỏi nhà, nhìn quanh không thấy ai, thì bất ngờ một người xuất hiện, tạt nguyên ca axit vào người của chị. Không may là axit dính vào người, từ cằm trở xuống và bị nặng nhất là trên hai tay. Bà Thiêm khẳng định là thấy hai người đàn ông tẩu thoát bằng xe gắn máy. Từ đầu đến cuối, bà cho rằng đây là trò hèn hạ của an ninh tỉnh Bắc Ninh nhắm vào bà để trả thù việc khiếu kiện đất đai.